Bình. Bảo mẹ 219 Phúc Tân luôn đây. Anh ơi. Chào anh em bạn bè nhá. Tây Yên đang ở 219 Phúc Tân. Đó, ở với bạn Tân Trượt đây. Anh em nào Hà Nội yêu quý Tây Yên thì qua quán bạn mình nhá. Quán bạn mình là 219 Phúc Tân. Chào anh em nhá. 219 Phúc Tân nhá. Cái gì nhỉ? 219 Phúc Tân. Đây, Phúc Tân này. Đấy, hai thằng giống nhau. Đó, đúng rồi. Đấy. Đó. Nổ mẹ luôn. Nhá, nhá, nhá. Lại thế đi. 219 Phúc Tân nhá. Chào Đức Cường. Chào Đức Cường nhá. Chào Cổ Bé nhá. Chào Đức Cường nhá. Hello anh, hello em nhá. Anh em Hà Nội là đi qua đây nhà anh em mình. Mọi người ơi, anh em yêu quý mình nhá. Ai ở Hà Nội anh em mình qua 219 nhá. Quán bạn mình Tuấn Chuột này. À, hôm nay mình qua quán bạn mình. Đó, mình ở Lào Cai về đây. Chào cậu ba nhá, chào cậu ba. Chào mọi người nhá. Chào Duy Mạnh nhá, 219 Phúc Tân. 219 Phúc Tân gì nữa. À, nha bạn nhá. Đó, quận Hoàn Kiếm. Đó. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh em yêu quý nhá. Đây mình ra hàng. Anh em là Hà Nội mình qua đây nhá, mình mời nhá, mình với bạn Tuấn mời này. Mời anh em Hà Nội nhá, mai mình về rồi. Đêm nay khi là mình về rồi mọi người ạ. Anh em Hà Nội yêu quý mình hay là ghét mình mọi người có thể ra đây. Giao lưu. Đó nhá. Mọi người nhá. Ai ghét mình này, ai ghét mình hay là quý mình là ra đây giao lưu. Nhá mọi người nhá, ai quý mình này. Em ruột em ruột Tuấn này. Đó, và anh em đây. Đó, đây nhá, đây này. Anh em nào ghét mình nhá, quý mình là ra đây giao lưu này. Đó, giao lưu nhá. Giao lưu tình cảm này, giao lưu gì cũng được. Nhưng là tình cảm thôi. Yêu quý mình luôn. Mời nhá, đây mình đang ở Hà Nội đây. Anh em nào yêu quý ra quán này, ra quán này. Đó, cho Tây Điên được trân trọng. Mời những người anh em yêu quý Tây Điên. Mọi người ra đây uống với Tây Điên một chén rượu, Tây Điên sắp về rồi. Chỉ còn có mấy tiếng nữa rồi, Tây Điên phải về rồi. Về để tối còn lại. Em chào anh Quốc Già. Nhá, em chào anh Quốc Già. Chào Đỗ Nhật nhá. Chào Nguyễn Tài Trương. Tây Điên đang ở 219 Phúc Tân. Anh em bạn bè yêu quý mình cho Tây Điên được mời trân trọng. Mời những người anh em yêu quý. Em chào anh Mạc Lâm Cường anh ơi. Mời những người anh em đến đây với Tây Điên uống với Tây Điên một chén rượu nhạt. Uống với Tây Điên một chén rượu. Người ghét, người thương cũng đến với Tây Điên. Qua đây rượu tình rượu nghĩa nhá. À, rượu tình rượu nghĩa. Không có gấu mèo quay cũng đón hết luôn. Gấu mèo giờ chỉ có uống rượu. Uống rượu và tình cảm đúng không ạ? Anh em nào ghét mình thì không đến đây. Mà quý mình cũng đến đây mời nhá. Cho Tây Điên được mời tất cả anh em yêu quý, mọi người yêu quý Tây Điên hãy cho đến dành cho Tây Điên một trân trọng. Chú chào Thượng Hà nhá. Là Thượng Hà chú Trận đấy, Trận cái bụng đấy. Là Thượng Hà nhá, chú Trận cháu đấy. Ông em tôi sang đây. Cháu là cháu của chú chứ căng cái gì đâu, ngồi tình cảm căng gì. Em đây, anh chào em nhá. Ok em. Anh chào em. Đó. Rất nhiều người yêu quý Tây Điên luôn này. Đấy. Rất người ở đây nha, đang đi xe. Đấy, đang đi xe phải mình đi đó, mình sống như vậy, sống mới là quan trọng. Ai đi qua cũng yêu quý Tây Điên thì làm gì có hận thù. Đúng rồi em nhờ, chứ hận thù. Đó, đây này. Đó, đây cạnh em gái 6 ở quán nữa nha. Đấy, quán này quán Bình Minh này, nhà hàng Bình Minh này mọi người này. Đấy, Bình Minh nhá. Anh em yêu quý nhá, Bình Minh này. 223 Phúc Tân này. Thank you mọi người nhá. 223 Phúc Tân này. 223 Phúc Tân. Đây cháu này. Nhá, 223 Phúc Tân này. Đấy, nhá. Ở cạnh quán này nhá, ai ghét mình nhá, đến nhá. Ai ghét mình hay thương mình đến 219 Phúc Tân này. Ê. 223 Phúc Tân nhá. Yêu quý. Nhá. Ai ghét mình nhá. Ai ghét mình yêu mình đến đây, thế nên mời mọi người một ly rượu nhạt.
đó là tình cảm chân quý luôn. Anh chưa về em ơi, anh chưa về nhá. Nhá anh em là ghét tê điên này, là quý tê điên này, 219 Phú Tân. Tê điên mời một ly rượu nhạt, tê điên về Lâm Định. Nhá mọi người nhá. Ai ghét ai thương cũng phải đến đây. Đến đây mới nói chuyện được, đến đây ngồi uống nhau cho chén rượu này yêu quý luôn. Em mời ạ. Yêu bằng chết được này. Yêu bằng chết luôn. Đấy, yêu bằng chết luôn. Đấy. Chén anh Tuấn này. Yêu bằng chết luôn, yêu nhiệt tình luôn. Đấy, bạn Tuấn chuẩn. Thắng trong nhà hàng. Cảm ơn Trung Lè nhé. Cảm ơn mọi người. Đúng ạ. Tây Liên bây giờ chỉ biết này. Yêu bằng chết luôn. Mời tất cả những em Hà Nội, ai gần đây thì mọi người có thể rảnh rỗi qua với giao lưu với Tây Liên một chút. Uống một chén rượu, kể cả người ghét, người thương. Người ghét, người thương, mời anh em một ly rượu cho Tây Liên về Nam Định. Thì Tây Liên còn phải kể chuyện ở trên kênh nữa để gửi đến mọi người luôn. Đây người em này. Vâng, em mời anh. Người em đang đi đường nhá, phải dừng không. Lại. Đây đang đi. Vâng, em mời anh. Rồi. Đây anh mời em nhá. Ủa mà em lên trên mạng. Đây là. Ủa em có bao giờ em lên trên mạng đâu. Thề luôn. Em mời anh ạ. Đây em nhá. Vâng, em mời. Anh em ngồi với nhau cũng lâu rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Đúng rồi, anh lại say rồi em ơi, say rồi, líu rồi. Líu. Líu. 219 Phú Tân. Nhá, kẻ ghét người ưa. 219 Phú Tân. 219 Phú Tân. À, đến đây 11 giờ là tới đêm mới về rồi mà, 11 giờ đêm mới về. Em nghe đấy, 219 Phú Tân nhá. Được. Dạ. Đây em đang ngồi đây. Có anh à? Anh à? Bạn à? Có chửi gì chị? Tắt đi nha.